Ok, mình sẽ ôm bom cảm tử. Mình sẽ giết hết đống zombie này bằng con Reaper này. Vô đây đi Reaper. Nổ đi. Mày hả à, mày chết chưa mấy con zombie? Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em, và lại là tôi, Phong Cận đẹp trai của anh em đây. Và ngày hôm nay tôi sẽ cùng với anh em tốt, à thật ra có mỗi mình tôi với Siro thôi, sẽ cùng nhau phá đảo Minecraft. Tôi biết là anh em đang nghĩ gì, phá đảo Minecraft thì có gì đâu mà khó đúng không? Ok, chính vì vậy để tăng độ khó cho game thì hai bọn tôi sẽ phải phá đảo game Minecraft trong hình dạng một con gà. Và nếu như bọn tôi thua cuộc trong thử thách này thì bọn tôi sẽ phải tặng cho một người trong hội game iPhone 13. Nghe thôi là thấy tốn tiền rồi đúng không? Cho nên là bọn tôi sẽ không thể nào thua cái thử thách này được. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình để có thể nhận được những video mới nhất đến từ mình nha. Còn bây giờ thì vào video thôi nào, let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ mình và Siro sẽ cùng nhau phá đảo Minecraft, nhưng không phải là trong hình dáng gọi là một con người bình thường, mà mình sẽ hóa thành một con gà để phá đảo game Minecraft nha bạn nha. Và nếu như mà mình và Siro không chiến thắng được cái thử thách này, thất bại đi, thì mình sẽ làm gì vậy ta? À, mình sẽ tặng cho Sammy một cái iPhone 13 nếu như mình thua nha bạn nha. Ok, đây chính là thử thách của mình đó. Nhiều bạn kêu mình là anh Phong ơi, làm thử thách gì đó có hình phạt cho nó vui. Cho nên hôm nay nếu mình thua mình sẽ tặng cho Sammy một cái iPhone 13. Còn nếu như mình thắng thì mình sẽ mua iPhone 13 đó cho mình. Ok, rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Thì bây giờ rồi, bây giờ anh em chúng ta cùng nhau hóa thành con gà nào. Chuẩn bị nha, 3, 2, 1, biến hình vô. Rồi ok bạn ơi, mình Siro đang hóa thành con gà này. Bùm chiêu. Rồi thì hiện tại bây giờ mình với Siro đã hóa thành hai con gà nha các bạn nha. Và bọn mình chỉ có hai team thôi bạn ơi. Ây à, trời rồi, anh nhắm là có hai team có phá đảo được game không anh? Ơi hai team mà bù lại là mình rơi mình không chết. Em hơi sợ nha, con rồng nó chỉ cần hút bọn mình cái hơn mình chết queo luôn trời. Rồi ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu phá đảo game thế nào, let's go. Ok, thì trước tiên thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải có thức ăn trước các bạn ơi. Tại vì mình có hai team thôi cho nên mình cần phải có đồ ăn để hồi máu được. Cho nên bây giờ mình sẽ qua bên đây nè, mình lấy cho mình một ít lúa nha. Ok, bên này có lúa nè. Ok, lấy thời luôn. Chơi trong hình dáng con gà á bạn, nhìn mình cứ bị lùng lùng á bạn, cảm giác khó chịu ấy. Trời đây đây đây, một con gà đang mổ lúa này. Em đó. Rồi ok, bây giờ mình đã có lúa rồi nè. Bây giờ tiếp theo chúng ta cần phải gọi là đi đào gỗ để gọi là chế tạo các bạn ơi. Ok. À, tính ra mình biến thành con gà mình không có được cái gì ta, không được cái sự hỗ trợ nào đó thì chơi có vẻ hơi khó đâu nha. Trời khó rồi đâu, mình có một sự hỗ trợ mà em không thấy mình bị rơi chậm hơn hả? Rơi chậm hơn đâu giúp ích được gì đâu anh. Em bay lên cao em té xuống không bị chết. Rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình cái bàn chế tạo nè, rồi sau đó đặt ra ngoài đây, sau đó mình sẽ chế cho mình bánh mì nha các bạn nha. Ui nhiều bánh mì thật sự. Ồ 64 bánh mì luôn rồi, hơi bị nhiều nha. Kiểu này là anh em mình gọi là no rồi, không lo về thức ăn nữa rồi. Bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ chế cho mình một cây cúp để mình đi đào đá nha các bạn nha. Ôi oh no, có thuyền đắm. Anh tính kiếm thuyền làm gì? Thuyền đắm lút đồ xong đi xuống địa ngục luôn. Trời từ từ anh bình tĩnh, chúng ta chơi game thì chúng ta phải hưởng thụ hiểu không, chúng ta không nên hấp tấp quá. Ok. Ui mấy bạn, biết không, khi chúng ta biến thành con gà thì chúng ta có thể chui qua được một block nữa bạn. À, chui qua được một block luôn nha, không cần gọi là phải đào hai block làm gì. À, trời ơi, em đang lo nếu mà trời tối lỡ đâu zombie tới tấn công hai anh em mình, rồi hai anh em mình có hai team mà chạy còn chậm nó không biết có vượt qua được không này. Em hơi lo nha. Yên tâm anh, yên tâm, giờ mấy zombie mà thấy mình nó sẽ chỉ mặt mình, nó kêu ôi hai gà. Thì mình là gà. Nó lỡ đâu đánh mình đâu, hai gà mình không đánh được không? Ồ lao. Ok, giờ mình sẽ chế cho mình cây rìu nè để mình lấy cái bàn chế tạo. Hey, em nghĩ là chúng ta đang kiểu cho ta giống như kiểu chúng ta đang speedrun phiên bản con gà Siro. Ồ có con người sắt nè, mình nghĩ là mình sẽ giết con người sắt này để mình lấy sắt nha các bạn nha. Ok này, quay lại đây mày. Ê con người sắt. Ok bây giờ các bạn sẽ có thể xem được một pha chiến đấu giữa một con gà và con người sắt nha các bạn. Ok mày. Ok rồi, nó chết queo rồi. Trời ơi trời, hời luôn á, con người sắt này giết hơi bị lâu luôn bạn ơi. Được 3 sắt nè, đủ để cho mình chế một cái cúp bằng sắt. Trời hợp lý luôn, mình đang cần lắm nè. Tại vì chế cúp sắt thì chúng ta có thể gọi là
chế được nhiều đồ, chúng ta sẽ có thể đi đào được kim cương, đào được nhiều thứ hơn. Ok. Trời ơi, cái quơ này nó hơi xấu các bạn ơi. À nói rồi, lúc đầu spam nghe quơ này thì nó xấu phải nồi luôn á. Em nói thật là em cảm giác gọi là có cái mùi gọi là mình không chiến thắng được thử thách này rồi đấy rồi. Tại vì là thực sự là hai team em không biết làm ăn được gì hết trơn. Trời ơi, còn nước còn cái chứ em phải biết hy vọng chứ, sống là phải biết hy vọng chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống dưới cái hang này để mình kiếm sắt nha các bạn nha. Đào thẳng xuống luôn. Ui, tôi nghe tiếng zombie mấy ông ơi, chưa gì mà tôi nghe tiếng zombie là tôi thấy hơi rén rén rồi đó nha. Trời ơi, đây sắt đây. Ôi, mới vừa thắp cây đuốc cơ thấy sắt luôn. Mày quá. Ê mà anh cảm nhận hình như con gà ấy đi chậm hơn thì phải. Đúng rồi, con gà đi chậm hơn anh, cho nên zombie mà đuổi mình chạy không kịp đó. Ui, em nghe tiếng skeleton anh ơi, bây giờ em là con gà có hai tim thôi, skeleton nó mà bắn một phát thôi là em chết queo luôn á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ui, skeleton. No, trời ơi, nói mới nói luôn, trời ơi là trời. Oh no, em mới bị skeleton giết mất hết tất cả rồi anh ơi, em nghèo rồi anh ơi, là anh ơi. Ủa sao anh đào kim cương không ra? Ủa cúp vàng đâu đào được kim cương đúng không? Đúng rồi. Ôi điều rap. Vậy là anh đã mất một viên kim cương rồi đấy. Ủa trời ơi. À đây đây đây, hình như chỗ mình chết là chỗ hướng mặt trời đang lặn nữa bạn ơi. Ok đi tiếp. Lại là skeleton. Trời ơi, ở đâu ra skeleton nó vậy? Đừng bắn tao nha. Không đùa đâu. Trời ơi bạn ơi, người ta đã nói rồi, sống trên cuộc sống cần có một tấm lòng. Bạn đừng có giết mình như đây. Ờ đúng rồi, skeleton nó là xương không làm gì có tấm lòng. Ôi ơi. Ok bạn ơi, để tránh là video nó bị tối quá các bạn không thấy đường thì mình sẽ xin phép mấy bạn là cho phép mình và Siro được gọi là chỉnh độ sáng lên một tí. Creeper à! Chỉnh độ sáng lên để cho mấy bạn có thể thấy được, à gọi sao ta, cho mình xin phép dùng cái Night Vision để bạn có thể thấy được hình ảnh game nha. À đây rồi bạn ơi, hình như chỗ mình chết là bên đây đây, bên đây đây này. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hy vọng là đồ của mình vẫn còn các bạn ơi. À trời ơi, đồ của tôi đây, bây giờ là con gà phát huy tác dụng nè bạn, rơi xuống mà không bị gì nè. À. Ờ tính ra mình có xô nước rồi mà ta. Ê tính ra con gà rơi xuống đâu chết đâu, làm xô nước làm gì em nội. Không làm xô nước để chế tạo cổng địa ngục em. Ờ đây đây đây, thấy rồi thấy rồi, nó lụm đồ lụm đồ. Ok bạn ơi, mình đã thấy ở bên kia có sắt nữa kìa, để mình qua mình lụm sắt. Từ từ, con skeleton còn đây không ta? Ờ hình như đây rồi, hình như đây rồi. Ok đào sắt tiếp, mình phải chế cho mình một bộ giáp sắt để mình đỡ đạn bạn ơi. Em nghĩ là chúng ta có bộ giáp thì chúng ta sẽ đỡ bị chết hơn á đô, tại vì có giáp nhiều khi nó đỡ được sát thương á. Ờ thật ra là hai máu, là em có giáp sắt thì con xe tình bắn viên em cũng chết à. Ô trời, creeper ở đâu ra lần ba con luôn vậy, trời ơi là trời, cái gì vậy? Enderman nữa. No no, Enderman đừng làm gì tao, đừng làm gì tao hết mày. Cái bông cực cái giờ đây giờ anh đi ngoài biển anh kiếm được biết bao nhiêu là đồ. Mày hả mày? Mày Enderman. Mày Enderman nè. Enderman nè, mày chui vô đây được không? Tao là có một lóc tao chui được nè, mày chui được không? Không chui được đúng không? Chết mày đi con. À từ nãy giờ em sóng gió cuộc đời nhiều quá rồi, rồi vẫn an toàn chứ. Bên anh hả? Bên anh thì nãy giờ ngoài việc gặp mấy zombie ra thì đồ vẫn nhiều. Ôi. Ồ cái hang này có đồ đâu nha. Em nghĩ là cái hang này sẽ có đồ nè. Cái gì vậy? Đuổi. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Em mới nghe tiếng con creeper nó rơi xuống một cái bịch. Rồi nó nổ, em chết queo luôn. Ô trời ơi, bây giờ trong làng đầy dãy zombie luôn. Trời ơi, anh Iron Man ơi, cứu em với. À lộn, anh Golan ơi, cứu em với. Cái con này quýnh em nè anh ơi, quýnh nó đi anh. Rồi, chỉnh em lại. Trời ơi chết nữa rồi. Ui một con zombie cưỡi gà. Ôi trời ơi, tại sao con zombie này có thể bóc lột sức lao động của bạn bè tao như thế được? Mày hả zombie cưỡi. Ui trời, lại thêm một con nữa. Hai con dữ vậy. Chạy chạy đi không. Còn nào tới đấm con zombie và con zombie quyết định không cưỡi bạn không nữa mà quay qua cưỡi không. Cái gì vậy? Ôi no, nó đang đuổi em đây. Mình nghĩ rằng là sau một thời gian dài như thế này á thì mình nghĩ là đồ của mình cũng mất hết rồi các bạn ơi, cho nên là chắc là bây giờ mình phải tự đi kiếm lại đồ thôi, chứ mình không thể nào có thể gọi là đi lại cái chỗ nãy mình chết để tìm lại những gì đã mất đâu. Hiền nhân đã dạy rằng là chúng ta không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình. Không thì không lấy lại được như mình thì được các bạn ơi. Yes. Oh my god. Đây rồi, tôi đã tìm thấy một cái hang các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới đó để kiếm đồ và tôi thấy một con zombie. Ôi tôi thấy sắt kìa. Ok, từ nãy đến giờ là tao đã nhường nhịn mày nhiều lắm rồi, lũ quái vật à. Bây giờ là đã đến lúc để phong cận. Trời vậy. Ôi con zombie. À, anh ơi em nói giỡn mà, em chưa chế đồ mà anh lên rồi anh quýnh em chết em sao anh. Ôi trời ơi. Ok bạn ơi, lần này để có thể giữ an toàn hơn cho bản thân mình thì mình nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái khiên để tránh mấy con skeleton tấn công chúng ta. Đấy, mấy con skeleton chơi mất dạy lắm, toàn bắn cung từ phía sau mà.
đây rồi, chúng ta có thể chế chúng ta được một cái khiên rồi các bạn ơi. Ok, yes, mình sẽ không lo bị con quỷ skeleton tấn công nữa. Ok, lần này em sẽ không gọi là chui rút nữa, em sẽ ra chiến đấu với nó luôn. Đây, em qua đây. Ui, không chỉ có skeleton mà còn có enderman nữa anh ơi. Ui giời ơi. No, mình skeleton là enderman nữa vậy. Ây da, mày, mày rơi xuống dưới đi. Mày đánh tao á. Đi. Bắn đi bạn ơi. Chết bạn chưa bạn. Trời ơi. Phong Cận đã gọi là tỏa sáng. Phong Cận đã trỗi dậy sau một thời gian gọi là sao ta bị áp bức các bạn ạ. Ôi nhưng mà nếu mình nhìn thì mình sẽ không thấy được con gà nó cầm khiên không ạ. À? À em quên mất là trong nhà của mấy con dân làng cũng có giường mà ta. Tại sao mình lại không vào mình lấy à? Ừ hợp lý. Ơi anh nhưng mà khoan, từ từ. Nếu chúng ta chỉ có hai team mà chúng ta đi giết rồng, chúng ta giết rồng bằng cách đặt giường á, bấm vô cái giường nó nổ phát rồi chúng ta chết queo luôn rồi sao? Ừ, cái đó mày ảo mà Canada. Ai đã thắng đó này, giờ em lấy giường gì vậy? Ừ ha. Vậy thì mình phải quấn rồng bằng tay không ạ? À? Đúng rồi. Nhớ. Ồ con nhện lại đây. Mày. Ui, trời. Ui. Khi ơi anh ơi, khi con nhện đánh em còn phát ra tiếng kêu của con gà nè. Ripper. Hãy lại đây. Nhện chết tiệt, hãy xem sức mạnh của Ripper. Hãy xem sức mạnh của Ripper đây. Mày à? Ai? Cái gì? Anh ơi, em mới vừa chơi ngu anh ạ. Chơi nè hả? Em mới vừa chơi ngu, em tính dụ con Ripper cho nó nổ chết con gà. Về đâu Ripper nổ chết em luôn anh. Anh ơi, em nghĩ là cái này nó bất khả thi quá anh ạ. Em nghĩ là chúng ta không thể nào phá đảo game nếu trong hình hài một con gà thế này được rồi. Được em ơi, anh đang đi kiếm ấy để giết cái này, em yên tâm. Trời ơi sao em cứ bi quan thế. Ok, mình sẽ ôm bơm cảm tử. Mình sẽ giết hết đống zombie này bằng con Ripper này. Vô đây đi Ripper. Nổ đi. Mày hả à, mày chết chưa mấy con zombie. Ô. Con cái con gì lạ ấy kia. Ủa. Con gì vậy? À trời ơi con cáo mà tôi tưởng con gì, tôi thấy cái đuôi của nó tôi tưởng nó là con gì ông nội ạ. À. Ê mà khoan, con cáo hình như đang ăn thịt gà đúng không? À con cáo ăn thịt gà được rồi. Bây giờ con gà ăn thịt lại con cáo nè. Ôi giời ơi. Mày con cáo đứng lại. Mày trước giờ là anh em của tao bị mày ăn thịt. Mày hả mày? Ôi em giết con cáo em được cái trứng gà này đâu. Anh đang lách mấy con skeleton này đâu xanh. Ôi đáng ra mình biến thành gà mấy con skeleton cũng thấy con mình là bạn mà nó không đánh mình chứ ra tại sao lại đánh mình nhỉ? Ok bạn ơi, thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải cần kiếm đường để xuống chỗ Siro mọi người ạ. À. Chứ mình đi một mình thế này mình cô đơn quá. Ok rồi, em tới chỗ anh đây, búng tay cái là tới thôi bạn. À đây rồi, thấy cổng địa ngục của Rô nè. Trời ơi, ông xây, ông không chịu xây ở trên, ông xây ở bên dưới nước ông nội. Gì vậy? Trời ơi, tại anh xây bên dưới đó để có lava, anh trên xây với lava mà. Ok, mấy bạn à, bây giờ hiện tại mình đang ở dưới địa ngục. Các bạn hãy xem mình làm một pha highlight đây. Ôi. Bảy quá nè, đặt bà lóc nè. Bụp. À, ghê chưa. Một con gà biết đặt bà lóc. Rô đang ở đâu? Ơ đây em thấy rồi nè. Trời ơi. Ui. Cẩn thận nha anh. Sao em? Ui, sao cái tên? Ôi bọn nó đang bắn nhau, nó đang bắn nhau, kệ nó đi anh. À, ok em sẽ đứng xem nó bắn nhau nha. Anh đang cố gắng để đi tìm quỷ lửa em ạ. À. Bắn nhau đi. Đúng rồi, bắn nhau đi. Đúng rồi. Như quỷ lửa ngoài đây. Ô, quỷ lửa nè. Hay quá, con bên kia thắng rồi. Mày hả mày? Ôi bây giờ tìm chỗ nào để lấy để kiếm được con quỷ lửa đây. À đây rồi. À đây quỷ lửa nè, cẩn thận. Trời nó bắn. Ôi ba con lẫn anh nhắm đánh lại không anh? Ôi! À cay ấy à, trời ơi, thua hoài luôn á trời. Rồi anh còn nhớ địa chỉ của cổng địa ngục không đem chạy tới. Còn trừ 355 với lại 740. A few minutes later. Ê, trời ơi, rồi em tới với anh đây. Trời ơi là trời, đau đớn quá trời ơi. Được một cái que rồi Phong ơi, được một cái que rồi. Cái que hả? Một cái hay làm ăn được gì anh ơi? Để em chọi trứng gà vô mặt đó. Mày ơi. Hình như là anh lụm luôn cái cúp của em hay sao anh ơi? Ờ cái cây rìu của em hay sao anh ơi? Thôi à, bây giờ Siro. Cái điều gì? Siro. Bây giờ anh tránh ra đi để em cảm tử nha. Anh tránh ra để em cảm tử nha. Làm gì? Anh chạy qua đây đi. Anh hãy ở đây để lượm lại đồ. Còn em sẽ cảm tử. Mày hả? Rồi đó, qua lượm đồ đi anh. Em ơi, em cảm tử như này lửa nó cháy hết đồ. Ừ ha, mình quên mất cháy hết đồ. Trời ơi, em chơi ngu rồi. Trời ơi, mở mấy con thịt ra. Ôi, đúng là cái quần bất diệt anh em mà còn đúng mỗi cái quần với mấy miếng thịt nè. Trời ơi, tôi dạy chơi ngu quá rồi trời. Trời ơi, sofa nó không nghĩ ra ta. Trời ơi, mình tưởng chỉ nổ thôi, ai vậy có lửa nè. Ôi god, trời là phải đi tìm quỷ lửa tiếp. Mình còn có một que quỷ lửa, mình mới có một que quỷ lửa à. Mình cần phải tới 8 quỷ lửa mới qua được. Con lỗ mất hết đồ.
À, trời ơi mấy bạn ơi, và sau gọi là hơn một tiếng gọi là anh em bọn mình gọi là phá đảo game trong hình hài một con gà thì bọn mình đã thất bại rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là cái này nó quá khó, chúng ta không thể nào mà có thể chiến thắng game trong hình hài một con gà được. Mình nghĩ là mình với Siro không thể nào vượt qua được thử thách này rồi. Thôi ok, coi như là mình chịu mất cái iPhone 13 các bạn ạ. Yeah, không mất iPhone 13. Nhưng mà một nửa tiền của iPhone 13 sẽ là ro gấp chung mình nha. Ôi trời ơi. Không em, anh sẽ mét sang. Bạn qua đòi nửa đồng tiền cho em đợi kỳ. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi mua iPhone 13 cho Sammy nha các bạn nha. Và đi thôi nào, let's go.